Dạ, để tiếp tục chương trình thì con xin gửi đến toàn thể quý ông bà cô chú và anh chị trích đoạn Cô Gái Ván Gươm. Xin mời quý ông bà cô chú cùng thưởng thức. Thank you.
quân hãy giam tổ thạch xuyên vào ngục tối, để rạng sáng ngày mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, em không về, em không về Mông Cổ. À khắc Thiên Kiều, nếu như em không về Mông Cổ thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Tổ thạch xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn gì xuyên. Nhà ngươi ra ngoài đợi lệnh. À khắc Thiên Kiều, kìa, tại sao em khóc? Anh chưa sao? Họ đã đi rồi. Họ? Nhưng họ là ai mà tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ? Anh chưa sao? Có lẽ là em đã yêu rồi. Người đó là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chưa sao? Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội.
anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mà trong tim. Chuyện ban đầu của một người con
chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngắn nơi hò hẹn cũ thì mới hay cô gái giờ đã sang sông. Ôi ông ơi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi là để đưa tiếng mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lõng giữa cánh sương. Bà ơi, nếu có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho trao vài giọt lệ ban đầu. Ông ơi, ông là ai mà nghẹn ngào nước nở nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau? Có phải chăng ông đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trong lành? Ông ơi, ông là ai? Bà ơi, ví như tôi và bà để nó hẹn liền thì chắc mơ kia không còn gì nữa khi rượu tấn công nồng nặc phía loạn phòng. Trời ơi, tâm ca bà đã bình yên khoác áo theo chồng không, bà đã cân đúng một cuộc đời vàng son qua mộng. Loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương, tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trường xa trong bờ ngỡ mộng sông hồ. Tâm ơi, anh đã cố tình vĩnh viễn xa em để cho bà bình yên lên. Nhưng đó là quyết định của sư mẫu thì làm sao em cãi lời người cho được. Tâm ca ơi, xin anh hãy hiểu cho em. Bà ơi, dù muốn dù không, bà cũng trở thành là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếng thương cũng đành xa biệt, mong mê nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh. Thôi, đường bà đi, đường tôi bước, chẳng có quán hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có là để lắng nghe chim nguyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên cuộc sống, hạnh phúc bên chồng và những còn tôi với cuộc đời vẫn định hướng mong sông hồ vui lắm bước chân qua. Tâm ca xin vĩnh biệt lòng dương khổ sầu. Cuộc này thôi
sau mơ tiếc nghe trở lại phòng khuya nghe chết lành tâm lần sau vui rồi sẽ dâng thân vào mỗi gian quy. Em xin anh hãy quên bỏ thù xưa, càng trả hận hận thù càng chết ngất. Năm mới bây giờ đã sắp hết mùa thu, những cõi ngô đồng hẳn khiếu trơ trời, những bầy chim sao xác trở về nỗi ly tan càng thêm buồn thầm. Nghe đã khóc cạn rồi giọng dư lệ, phút giây này không biết nói gì hơn. Thì đấy, em xin quỳ dưới chân người yêu cô để ông cần thăm hỏi một lần thôi. Rồi trời ơi, đi lấy chồng mà đòi nắm tay tôi.